5 lý do để mua Galaxy S10 thay vì Galaxy S20. Một chiếc Samsung Galaxy S20 mới là món quà tín đồ công nghệ nào cũng muốn có. Nhưng cũng đừng đánh giá thấp chiếc S10 ra mắt năm ngoái. Tờ Business Insider vừa đưa ra 5 lý do khiến bạn sẽ phải cân nhắc giữa việc mua chiếc điện thoại mới toanh vừa ra mắt của Samsung Galaxy S20 hay phiên bản năm ngoái Galaxy S10. Thích thú với một thiết bị mới với những tính năng tiên tiến nhất nhưng những lý do sau đây có thể, khiến bạn phải suy nghĩ lại. Galaxy S10 rẻ hơn. Đây chính là lý do lớn nhất khiến bạn cân nhắc chọn một chiếc S10 hay một chiếc S20. Galaxy S10 có giá 750 đô la. Phiên bản lớn nhất Galaxy S10 Plus có giá bắt đầu từ 850 đô la, so sánh với thiết bị mới. Được ra mắt năm nay là Galaxy S20. Phiên bản tiêu chuẩn của S10 rẻ hơn 250 đô la, và S10 Plus cũng rẻ hơn với mức tương tự. Mạng 5 giờ chưa thực sự phổ biến. Hỗ trợ kết nối 5G là một trong những tính năng nổi bật của Galaxy S20, tuy nhiên mạng 5G chưa thực sự phát triển ở nhiều quốc, thậm chí ngay cả ở Mỹ. Tại Mỹ, mạng 5G từ các nhà mạng lớn là Verizon, Supreme, và AT&T chỉ có sẵn ở một số thành phố trên cả nước, và ngay cả ở những thành phố này, phạm vi của 5G cũng chỉ hỗ trợ ở một số khu vực nhất định. Riêng mạng 5G của T-Mobile được cho là phủ sóng trên toàn nước Mỹ, nhưng cũng chỉ hoạt động ở một số khu vực Galaxy S10 sở hữu camera chất lượng cao có khả năng chụp ảnh góc cực rộng độ phân giải cao. Camera của Galaxy S10 có thể kém một chút so với Galaxy S20. Nhưng thực tế vẫn có khả năng chụp ảnh chất lượng rất cao. Cả Galaxy S10 và S10 Plus đều có camera 3 ống kính bao gồm camera tele 12 megapixel, camera góc rộng 12 megapixel và camera góc cực rộng 16 megapixel. Điều này có nghĩa là người Dùng có thể chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau, chẳng hạn như phóng to lên tới 10 lần, chụp ảnh với góc rộng hơn 123 độ. Mặc dù S10 không thể phóng to hoặc hoạt động trong điều kiện ánh sáng yếu tốt như S20, nhưng nó vẫn có tất cả các tính năng mà bạn cần cho một chiếc điện thoại. Galaxy S10 có rất nhiều tính năng tương tự như S20. Các tính năng có thể kể đến như sạc không dây, cảm biến vân tay trên, màn hình, và màn hình không viền theo thiết kế Infinitio. Đây là đều là những tính năng, được Samsung tiếp tục duy trì từ S10 lên tới S20. Nhìn chung, trải nghiệm với Galaxy S10 có lẽ không khác mấy so với Galaxy S20, những cải tiến lớn nhất của Galaxy S20 nằm ở khả năng hỗ trợ mạng 5 giờ và camera, được nâng cấp, nếu cả hai điều đó không phải là ưu tiên của bạn, nên cân nhắc tới Galaxy S10, thiết bị này có giá rẻ hơn, đồng thời có hầu hết những tính năng như phiên bản sau của nó. Tất nhiên, Galaxy S20 cũng có màn hình mượt mà hơn và bộ nhớ dung lương lớn hơn. Hai điểm này khiến chiếc điện thoại nhanh hơn. Nhưng thành thật, mà nói Galaxy S10 đã đủ nhanh cho hầu hết các tác vụ hàng ngày. Dù bạn đang gửi email, chơi trò chơi hay lướt mạng xã hội. Phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.